mình có tăng tốc độ lên được không? Tốc độ lên chậm thôi. Nhanh chậm ha. À, nhanh chậm đó được. Giờ không, cái này là chị Ali đã bỏ đi chị. Lấy ly khác. Và nói như vậy là sao thôi. Cái loại mía cây mía sức nặng, cái nặng của nó là bao nhiêu? Cây mía là cái máy này là nó hai cái bây giờ cái này là bao nhiêu ký? 90 ký đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái kia thì nó tầm khoảng 110.